Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 5, quý vị đang đến với phần tin Headline News và sau đây là tóm tắt những bản tin quan trọng đã diễn ra trong ngày. Bản tin đầu tiên cho biết là Tòa Bạch Ốc kêu gọi người dân không nên tích trữ xăng dầu trong bối cảnh hệ thống Colonial Pipeline tiếp tục bị ngưng hoạt động. Lời kêu gọi được đưa ra hôm 11 tháng 5, trong lúc hệ thống dẫn dầu Colonial Pipeline tiếp tục ngưng hoạt động trong ngày thứ năm liên tiếp, nối theo sau một cuộc tấn công đòi tiền chuộc của các tin tặc. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự việc trên bao gồm tiểu bang North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia và phía nam của Virginia. Theo thống kê, 6 tiểu bang hiện có một số trạm xăng đã ngừng hoạt động, trong khi giá xăng thì tăng vọt. Tuy nhiên, giới hữu trách khẳng định không có lý do gì để tích trữ xăng dầu, nhất là khi đường ống sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này. Đại diện của Colonial Pipeline vào cuối ngày hôm nay dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có nên khởi động lại hoàn toàn đường ống hay không. Đảng Cộng Hòa đề xuất dự luật sa thải bác sĩ Anthony Fauci. Thưa quý vị, đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các quan chức chính phủ ngày càng bất bình với các cơ quan chức năng y tế hàng đầu của chính phủ Biden. Hạ sĩ quan Warren Davidson thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Ohio đứng sau dự luật này. Dự luật gần như chắc chắn là không có cơ hội được ký ban thành luật. Tuy nhiên, nó cũng đã phản ánh sự thất vọng đang gia tăng đối với bác sĩ Anthony Fauci, là giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Hoa Kỳ CDC. Một số quan chức chính phủ Hoa Kỳ cho rằng họ từng hết sức tôn trọng các hướng dẫn của CDC. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hướng dẫn khó hiểu cũng như không nhất quán từ cơ quan này đã khiến cho họ vô cùng thất vọng. Tiểu bang Arizona chấp thuận luật mới, đó là hủy bỏ hai chữ vĩnh viễn trên các danh sách người ghi danh bầu cử sớm. Đây là một đạo luật mới đã được Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang này thông qua và thống đốc cũng đã ký ngay sau đó. Danh sách này sẽ được cập nhật mỗi 2 năm. Hiện nay đã có 361 dự luật được dự trù đưa ra tại 47 tiểu bang của Hoa Kỳ nhằm để hạn chế và kiểm soát những người đi bầu sớm. Trong lúc này, đang có vụ xem xét lại 2 triệu phiếu bầu của County Maricopa trong tiểu bang Arizona. Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang tại Dallas không chấp thuận đơn xin phá sản chương 11 của Hiệp hội Súng trường NRA. Bộ Tư pháp tiểu bang New York đã kiện hội NRA vào tháng 8 năm ngoái về tội tham nhũng và tiêu xài ngân sách hoang phí. NRA được cho là đã chuyển giao hàng triệu Mỹ Kim cho các nhân viên cao cấp trong Hiệp hội mà không có mục đích và chứng cứ rõ ràng. Chánh án Tòa phá sản liên bang cho rằng đơn xin phá sản theo chương 11 của luật phá sản đã không làm đúng cách để tránh búa rìu của Bộ Tư pháp tiểu bang New York. Trong khi đó, thì giao tranh đã dữ dội tiếp tục diễn ra giữa Palestine và Israel. Quân đội Israel cho biết các tay súng Palestine ở dải Gaza đã bắn hơn 1.000 quả rocket về phía Israel kể từ 6 giờ chiều ngày 10 tháng 5 cho đến nay. Tiếp đến, khoảng 850 quả rocket được một số nhóm vũ trang khác ở dải Gaza bắn vào lãnh thổ Israel. Nhiều quả đã bị hệ thống phòng thủ vòm sắt đánh chặn. Quân đội Israel cũng tuyên bố đã chặn được một phi cơ không người lái của Hamas vào sáng ngày 12 tháng 5. Được biết, chiến dịch quân sự do Israel phát động ở dải Gaza bao gồm hàng trăm cuộc không kích đã làm cho 43 người Palestine, trong đó có 13 trẻ em và 3 phụ nữ ở dải Gaza đã tử vong. Ngoài ra thì còn có 334 người khác bị thương. Phía Israel có 5 người thiệt mạng và 32 người bị thương. EU hy vọng sẽ ra mắt chứng chỉ vaccine COVID-19 vào mùa hè năm 2021. Đó là thông tin do Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết vào hôm 11 tháng 5. Động thái này được loan đi với sự kỳ vọng có thể cho phép công dân đi lại dễ dàng hơn trong 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Chứng chỉ này sẽ cho phép những người đã được tiêm chủng, đã phục hồi khỏi COVID-19 hoặc là có kết quả xét nghiệm âm tính là có thể đi lại trong EU, khu vực nơi mà những hạn chế về việc đi lại đã gây ra nhiều khó khăn cho ngành du lịch trong hơn một năm qua. Trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng ở EU đang tăng tốc với 200 triệu liều vaccine đã được chuyển đi,
châu Âu đang bắt đầu mở cửa trở lại các thành phố và bãi biển. Qua đó thì hy vọng người dân sẽ có được một kỳ nghỉ hè tốt đẹp. Đã có 9.000 người đi phi cơ tại Medan, Kuala Lumpur, Indonesia đã bị dương tính với COVID-19 do các nhân viên sử dụng que bông gòn Recycle. Từ tháng 12 năm 2020, 9.000 hành khách khi bay ra khỏi phi trường quốc tế Kuala Lumpur ở Medan, Indonesia đã bị các nhân viên y tế nơi đây thử test dương tính COVID-19 bằng các que bông gòn Recycle từ các lần thử trước đó. 4 nhân viên và 1 người quản lý đã bị bắt. Nhóm này đã bỏ túi được 125.000 Mỹ Kim nhờ vào sự đánh tráo vừa nêu. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Headline News của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.